mới thi đại học xong ở Việt Nam, em cũng vừa xong cấp 3 luôn. Thì bây giờ mình tính qua Mỹ để học cao đẳng cộng đồng. Thì hồi sáng nay mình mới đi xin visa. Qua Mỹ thì mình tính học Cypress College, thì cái trường nó cũng bình thường. Rồi mình học 2 năm xong mới tính chuyện học đại học. Thì mình chọn Mỹ để du học là tại là nếu mà nói ở đây chia sẻ kinh nghiệm thì mình thấy là Mỹ là một nước rất là tốt, có nhiều cơ hội để cho bạn học. Và đồng thời là bạn cái ngành của mình ở bên Mỹ nó cũng phát triển nữa. Nên mình cũng thích cái quá trình làm hồ sơ của mình thì ban đầu là mình nghĩ nhà mình nghĩ đến chuyện du học Mỹ thì mẹ em mới coi trên mạng thì thấy Tân Đại Dương là làm ok nhất nên mẹ mới tới Tân Đại Dương. Xong rồi quá trình đó là bắt đầu diễn ra giữa mẹ mình với chị Thảo, chứ mình cũng không có tìm hiểu nhiều tại lúc đó là mình cũng đang chuẩn bị học hay đại học. Thì mình cứ để nó trôi đó, tới khi nào có được giấy I-20 với lại có lịch đồ phỏng vấn nào đàng hoàng thì mình bắt đầu lo. Rồi mình coi rồi đi phỏng vấn thôi. Chị Thảo là chủ yếu hướng dẫn cho về giống như là giấy tờ cái gì cần thiết, cái nào cần rồi trường mình nó cần gì, rồi câu nào thắc mắc cái gì chị Thảo sẽ hướng dẫn cái đó, gần liên quan tới cái hồ sơ của mình là được. Trước khi phỏng vấn thì mình cũng đã học cho phỏng vấn với anh Khôi và anh Bảo Anh tại Tân Đại Dương. Thì qua đó mình rút ra được một cái kinh nghiệm là ví dụ các bạn học thì các bạn cứ lướt qua kỹ hết các câu hỏi của mình và nhớ là phải thuộc bài. Và đồng thời khi đi các bạn phải cười, phải cảm thấy thoải mái, đừng có căng thẳng quá. Ví dụ như là mình biết là có thể các bạn rất căng thẳng và sợ, có nhiều bạn có thể có hồ sơ còn khó hơn cả mình nữa. Nhưng mà theo các bạn phải bình tĩnh thì phải lắng nghe kỹ, nếu không không nghe được thì cứ từ từ mà hỏi lại cái người phỏng vấn. Các bạn đừng căng thẳng với lại hồ sơ, các bạn phải sắp xếp theo thứ tự kỹ càng trước khi vô. Những câu hỏi lịch sự hỏi thì nếu trong cái tờ giấy 30 câu á, thì các bạn hầu như là trong đó hết, không có câu nào ở ngoài. Và nếu các bạn có học một mấy cái buổi gần như học một buổi của anh Bảo Anh thì các bạn sẽ biết được 6 cái câu hỏi. Thì mình nghĩ là 6 câu đó nó đều giống hết 4 5 câu rồi. Nên cũng không không có gì quá xa lạ đối với các bạn đâu. Cứ bình tĩnh là được. Cách dạy của Bảo Anh làm cho mình cảm thấy tự tin hơn. Vì vậy mình có thể mình nghĩ mình sẽ ổn khi mình đi phỏng vấn. Anh Khôi thì anh Khôi dạy chú anh Khôi sẽ tìm hiểu về trường của từng bạn rất là kỹ. Xong anh Khôi sẽ giúp cho mình chỉ cho mình những cái mánh khóe để mình vấn, ví dụ như là cái trường mạng nó có tốt tốt về cái gì thì ví dụ ở nhà bạn tìm không ra hoặc là nhà bạn bạn tìm quá không ra gì đó thì bạn cứ hỏi đi thôi, Khôi sẽ chỉ cho. Em chỉ mong là các bạn cố gắng phỏng vấn, cứ bình tĩnh và nói sự thật, bởi vì Mỹ rất thích sự thật. Nếu các bạn cũng đừng có nói xạo, cái nói thật sự gì mình nghĩ thì mình thấy vậy sẽ dễ đậu hơn. Chúc các bạn đậu phỏng vấn tốt.